Thẻ Toàn xin hướng dẫn những quy tắc cơ bản trong tính mệnh khuyết theo bát tự tứ trụ. Đầu tiên ta phải xét đến nhật can. Nhật can tức mệnh ngày sinh là hạt giống. Các bạn vào website tự tra lá số ra tứ trụ năm tháng ngày giờ. Nhật can tức là mệnh ngày sinh. Nhật can là hạt giống. Các bạn nhìn vào đồ hình, ví dụ người sinh ngày Giáp Mộc hành dương, thường thích kim thủy và kỵ nhiều hỏa. Thường là ngày hành Mộc, ngày Giáp và ngày Ất thường kỵ nhiều hỏa, cây không thích nhiều hỏa. Hoặc là ngày Bính thường thích Mộc thủy kỵ thổ, ngày Đinh thường thích Mộc và Kim kỵ thủy, ngày Mậu ngày Kỷ, Mậu Kỷ hành thổ, ngày Mậu thường là không kỵ ngũ hành gì cả, thường là thích hỏa mộc thủy. Ngày Kỷ thổ lại khác, Kỷ thổ là đất mềm, thường là kỵ nhiều mộc, nhất là mộc dương là Dần và Giáp. Tương tự như vậy, các bạn nhìn vào đồ hình. Nguyên tắc số 2, mùa sinh chủ quản ngũ hành kèm theo tiết khí. Tháng sinh có lực mạnh nhất trong ngũ hành. Ví dụ, người sinh tháng Dần Mão mùa xuân kỵ mộc thường thiếu kim, mùa hè tháng Dần Ngọ thường kỵ hỏa thiếu thủy, mùa thu tháng Thân Dậu kỵ kim thiếu mộc, và mùa đông tháng Hợi Tý Sửu thường kỵ thủy khuyết hỏa. Đây là thuyết ngạ mệnh. Ngoài ra 4 tháng Thìn Tuất Sửu Mùi thường là kỵ thổ. Nguyên tắc số 3, xem hợp hóa của bát tự, của tứ trụ. Hợp hóa của thiên can và địa chi, ví dụ Bính Tân hợp thủy, Dần Mão Thìn hợp mộc. Trong ví dụ này, ta có Hợi Mão cũng hợp mộc. Tiếp theo thứ 4, tìm ra cung chính tài. Dựa vào nhật can, nhật can là ngày sinh. Cung ta khắc sẽ là cung tài. Mình sinh ngày âm thì cung tài là dương, mình sinh ngày dương cung tài sẽ là âm. Trong ví dụ này, mậu thổ là ngày dương, thủy âm sẽ là chính tài. Ví dụ Quý Hợi, mệnh này là mệnh có tài lộc. Số 5, thân vượng hay thân nhược. Thân vượng thân nhược dựa vào trụ tháng sinh. Trong ví dụ này, sinh ngày thổ nhưng mà không có hỏa. Không có hỏa sinh cho, ban đầu là thân nhược, tuy nhiên mệnh rất nhiều thổ, tứ trụ còn lại nhiều thổ, tương trợ cho ngày sinh, không được xem là thân nhược. Đây là thân chung. Kèm theo những yếu tố khác như giới tính, họ tên, người bên cạnh, từ trường, ngôi nhà và sự tu tập của mỗi người. Đây là cách tính cơ bản về mệnh khuyết. Thẻ Toàn xin nhắc lại, ngày sinh là hạt giống, tháng sinh có lực ngũ hành mạnh nhất. Thường các bạn cứ lấy ngược mùa sinh của mình làm dụng thần. Ví dụ sinh mùa xuân thì cần kim, sinh mùa hè thì cần thủy, sinh mùa thu cần mộc và sinh mùa đông cần hỏa.